cho các bác ở video clip này, em xin giới thiệu một đôi loa của Mỹ, dòng loa Sennheiser Vega, mã là E312, một dòng loa vừa có thể nghe nhạc karaoke rất tốt và vừa có thể nghe nhạc chuyên sâu. Và những dòng loa Sennheiser Vega thì các bác biết rồi, nó vừa có cái tố chất của sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời và lại có cái độ trong trẻo sạch sẽ của những dòng loa nghe nhạc gia đình. Đôi E312 là một dòng loa bass 30, một thân thùng rất lớn, sử dụng một con chung 16 bằng bằng thép đô, những cấu hình toàn là cấu hình chịu đòn tốt, và đôi loa này chịu đòn rất là tốt luôn nha. Nó có thể vừa nghe nhạc và vừa nghe nhạc karaoke rất là hay. Xin lỗi các bác, con em nó đang khóc, các bác có thể nghe nhầm một lúc. Con em nó đang làm video thì nó ra nó quấy bố, đợi em một lúc, em sẽ quay lại. Đó, mở nhỏ cho các bác một lúc, mở nhỏ để tâm sự các bác một lúc. Thì đấy, từ sáng đến tối chỉ có tiếp các bác, từ bán hàng cho đến điện thoại tư vấn tất cả các em tất, thì cũng không có thời gian dành cho gia đình nhiều các bác, nên là có những hôm em thứ nhất là do sức khỏe khàn cổ không lên được sóng, hay là vì công việc gia đình mà em lên được ít video, thì mong các bác hãy thông cảm giúp em, cũng chỉ có một mình em có thể làm video được. Cũng là sản phẩm đó, cũng là video như vậy, nhưng mà các bác khẳng định luôn là các bác muốn em giới thiệu chứ không muốn người khác giới thiệu, nên là em không thể thuê người quay video được. Nên là mong các bác thông cảm giúp em, mỗi một ngày em chỉ lên tối đa chỉ được 6 video là nhiều. Nhưng mà các bác yên tâm, các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin để em tư vấn cũng như là hỏi mua các sản phẩm. Không cần phải theo dõi các video thường xuyên, các bác chỉ cần nhắn tin cho em thì các bác cũng đã có thể mua hàng được rồi. Và cứ mỗi một video đăng lên thì các bác xem được, các bác muốn mua nhanh được thì các bác hãy giúp em nhắn tin. Hãy nhắn tin cho số điện thoại 098 119 3686. Và số điện thoại duy nhất mà em tiếp các bác, không có một số thứ hai các bác nhé. Dạo này có rất nhiều bác mua cũng là Tiến Dũng Audio nhưng không phải mua của em, mà cứ gọi điện về phàn nàn sản phẩm. Thì mong các bác hãy chú ý giúp em cái số điện thoại. Rồi, và bây giờ em sẽ tiếp theo vào vấn đề là trước mắt các bác đang là đôi loa Sennheiser Vega E312, một dòng loa có thể vừa nghe nhạc chuyên nghiệp và vừa hát karaoke rất hay. Con bass 30 vành đỏ rất gấu, nó rất sâu, bass rất sâu, lỗ thông hơi ở phía sau các bác. Đôi loa này trên thị trường giá đâu đó 19 triệu, không dưới 18 triệu các bác nhé. Mà đôi loa của em đẹp như đóng thùng luôn, đẹp mới đét luôn từ E-căng. Thì đôi loa này đẹp xuất sắc, không có gì đẹp hơn. Em để các bác giá chỉ 16 triệu rưỡi. Có lưu ý cho em 16 triệu rưỡi đôi loa này. Em chỉ có một đôi duy nhất. Bác nào có nhu cầu có những căn phòng lớn cần một đôi loa gấu khủng Mỹ lòi thì đây là một đôi loa không thể bỏ qua. Chỉ 16 triệu rưỡi, giá rất tốt, đẹp như mới luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ nghêu ngao một đoạn karaoke cho các bác nghe thử. Bây giờ em sẽ mở một đoạn karaoke của nhạc trữ tình cho các bác nghe thử. Các bác lưu ý giúp em đang ghép với con âm ly Onkyo. Em đang ghép với con âm ly Onkyo A701XD. Đây là một dòng âm ly nặng hơn 20 cân, rất là khủng. Công suất gần 300W, công suất thử các bác nhé, đánh 4 con xăng kem to như hai ngón tay, 2 vít. Và con âm ly này thì em để các bác giá 4 triệu rưỡi, đẹp keng luôn. Nhưng mà con này là một dòng hỗ trợ cổng quang giải mã, nhưng mà cổng quang giải mã nó đã bị hỏng, em nói luôn tình trạng nhé. Âm ly đẹp như mới, tất cả mọi thứ nguyên bản, nhưng mà
vỏ thùng các thứ, à vỏ âm ly cho đến mặt sắt xi là đẹp keng luôn. Nhưng mà cổng quang nó bị hỏng các bác. Thì các bác cứ sử dụng như âm ly bình thường thôi. Nếu bình thường, giá bình thường nó sẽ là hơn 7 triệu. Em để các bác giá 4 triệu rưỡi thôi, không vấn đề gì cả các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở cái bài này cho bác nghe thử. Tôi lượn lên bờ tán giang ngược mặt, những chiều không mây chẳng lừng lỡ trôi, rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng. Ơn quê người mà chẳng nhớ quê tôi. Quê tôi như thuở nào, tháng ngày dài dẻo neo, con chim kêu chiều chiều nghe vời vời hắn hiu, câu hò sâu lắng dù đời mình nghĩa nặng. Ơi hò ơi, ơi hò, thương sao khi hạ mây nắng lửa đô hố cây, giếng hai đêm càng dài mưa dầm ngọt héo mây. Người ước đất niềm yêu đời, vừa cơm vui đất nuôi người. Màu lung linh bên phá tam giang, nắng đỏ ngang cô lái buông câu hò, ngọt vui hay bên địa châu mặn mà nghĩa phú thế chớ phụ câu thề. Ai đi không hẹn về sao nặng tình hải quê, bên đi những nguyện thề có tranh lòng bên tê. Sâu nặng hay nhạt phai trong lòng, bên đây chân trời rộng sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời, cửa sao mai đêm chân trời. Như vậy là các bác có thể thấy là khả năng trình diễn karaoke cũng như là nghe nhạc chuyên nghiệp của bộ cấu hình gồm đôi loa sạc pin Vega E312, một đôi loa rất là tốt các bác nhé. Và chiếc âm ly Onkyo A701, một dòng âm ly cực khủng, nặng hơn 20 kg. Dòng âm ly này một dòng âm ly rất hay. Nhưng em báo luôn tình trạng là chiếc âm ly đã bị hỏng tính năng cổng quang. Nó là một dòng âm ly kiêm giải mã, giá trên thị trường có những nơi bán đến 7 triệu rưỡi. Nhưng em để các bác giá 4 triệu rưỡi, giá bán vui các bác nhé. Và những chiếc âm ly này thì các bác yên tâm, nó đánh được rất nhiều dòng loa. Các bác có thể ghép thêm con vang Neck FX8 bên nhà em giá 1.650.000 để các bác nghêu ngao karaoke cũng như là hát rất hay, nghe nhạc chuyên nghiệp. Con vang Neck đó có một cái đường giải mã cổng quang 24 bit, nên các bác có thể sử dụng những chiếc TV thông minh để cắm xuống, vừa giải mã karaoke và vừa có thể nghe nhạc rất là tuyệt vời.
Và bây giờ em xin dừng video clip tại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy đôi loa hay âm ly hay văng nách hay lấy cả 3 sản phẩm thì hãy nhắn tin qua số điện thoại 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Các bác lưu ý giúp em, các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng các bác nhắn tin sẽ mua được sản phẩm nhanh hơn. Đó, em xin cảm ơn các bác và em xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.